Đây vào chùa Tam Chúc. Đây là bên trong của chùa Tam Chúc. Đang quay để cứ đi ra khỏi thì đấy nhưng mà nghe ừ. Không tháp ấy mà em mới gái gần gần nhau mà. Hả? Chia sẻ của em hả? Không chia sẻ của em sao cũng được mà. Chia sẻ rồi đây đây nhưng mà cứ đi xa thì đấy là rộng rộng. Mình đi xuống đấy, đi xuống đấy, đi xe điện đi. Mình đi xe điện. Xong bây giờ xong lại lên cái chùa cao cao trên này á hả? À đây, chùa này là chùa gì? Đây. Chùa còn hai. Còn mấy chùa? Năm chùa. Năm chùa. Một chùa nữa thì xong. Đi đi con ơi, mình đi bốn xe rồi mà. Đây. À, lúc nào xuống mình cũng lại đi mình thăm tham ở tham quan trên đấy xong bắt đầu mình xuống lại đấy à mình đi chùa xe, mỗi cái chùa cuối cùng là mình không có không không phải không có xe thôi mình phải đi bộ ở cái chùa đấy cái đây nó dốc bậc thang bậc thang ừ. Ôi cha mẹ ơi nắng ai bảo râm đấy, xong rồi bắt đầu đi chùa thứ hai chùa này là chùa thứ ba à, chuẩn bị lên chùa thứ ba không cầm 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 cho chị đỡ nặng đỡ nặng. Mỗi sách mình đưa đưa đây em hộ hộ ấy này này đưa đây em hộ quay cho chị xui rồi đưa đây em quay cho một không, lúc để em khoác đi chị thôi để em khoác cho một chị khoác thử nãy hộ để em khoác thử cứ từ từ cứ bình tĩnh không là lại đi sao đi xem đi tới đây thôi để em khoác khó là để cho người chị khoác từ hôm nay sao mỗi người khoác một tí thì đỡ nặng gốc cây đẹp đấy đưa mẹ chị cho thôi quang cảnh đẹp ơi rộng mênh mông chùa Tam Chúc bắt đầu lại xe điện đón tiếp đi hả đỡ nặng. Ơi. Xong một tí mình đi sau. Đi trên sau cũng được hả? Vâng. Đi lúc nào mình đi cũng được. Tại vì thẻ của mình là thẻ thẻ VIP, nghĩa là người ta chỉ tính số lần thôi còn không tính thế là mình bắt buộc phải định xuống các bạn. Đi đi tham quan đã nhỉ? Vâng. Mùi mãi bên kia. Đẹp quá, đẹp quá. Ở đây một lúc lên chùa đây hả? Xe đưa lên mình lên chùa này đẹp lắm đẹp ơi là đẹp
ơi. À còn một chùa trên cùng đấy phải không? Là mình phải leo bộ. Ờ. Chùa đấy là mình đây. Leo bộ. Một lúc nữa còn lên chùa trên này là cuối cùng này. Đấy cao trên núi rồi. Đấy. À. Leo cái đấy là mệt đứt hơi luôn. Thở. Bình thường. Mệt lắm. Tại vì nó dốc. Chủ mình một cái hình mình ngồi giữa kim tự tín mũ. Quán mũ đây. Đây là họ vẫn đang xây dựng thêm các chùa các chỗ nhỏ. Đánh chùa. Đưa máy đây, em chụp cho. Mệt chưa? Mệt chưa? Mệt chưa? Cầm cái giàn. Con thỉnh thoảng con cũng hay đi. Không, nghĩa là vẫn phải đi vòng lên bên trên một ấy nữa thì mới lên chùa. Vâng. Và xe vẫn đưa mình lên trên một đoạn nữa. Tí nữa là xe sẽ đi vòng đường này và đưa mình lên trên một đoạn xa nữa thì mình mới phải leo núi. Là mình có tí mình đi bộ lên. Đi bộ lên nhỉ? Vâng, mình đi bộ lên dây chuồn này. À, lên xong lại quay xuống. Xong quay xuống. Thì mình bắt đầu người ta mới chở mình đi lên trên đấy. Vâng. Đi, em mình đi lên trên đi. Này em Bùi. Anh có bà mẹ ở đây không? Không ít mẹ với bác lại quay xuống. Nhá, thế thì đi. Thôi, thì lại đi. Này. Ở đây, đi bộ lên trên kìa. Ừ. Thế thôi. Đi xuống là lên chuồng gặp cơ. Lên đi trên kia à? Đâu đi lên chùa này xong ít là mẹ mới lại bác lại quay xuống rồi mới ngồi xe điện mới đi lên. Ờ, đi xe điện lên trên kia. Đi đi. Đầu chúng em lại lên chùa thứ ba. Đây chùa thứ ba đây, còn chùa thứ tư là mãi trên kia. Đó. Đây chùa thứ tư đây, còn chùa thứ ba đây nhá. Cả nhà nhá. Cái này là chị em đợt này không đi xe điện nữa mà đi leo theo bậc thang để ngắm cảnh chùa. Cái gì? Trái gì? Mà lá cây ở chùa bao giờ nó cũng sạch cả hơn mình. Hơn ở nhà. Mình dòng không sai này, nó có sâu bệnh nữa đâu. Nó có nhưng nó không có nhiều. Cái cây là bình thường vẫn có người dọn. Có người dọn rồi là lâu quá sẽ phân rồi. Phú, cả nhà ơi! Bắt đầu mình lại leo dốc này đấy, mình lại con cứ đi mình mà hú hà con cháu đều về đây.
đây kia xe vàng đây cơ mà, lên trên tầng mới có xe vàng đấy, cái vàng ở đây. Nó bảo mẹ ơi xe vàng mấy cái chuông đâu đây à, xe vàng cả là chuông vàng chưa trên tầng thôi. Xe vàng này chắc là cái kiệu, xe kiệu đúng. Vâng, cứ có ngày thì mới rước thì à. Đi con đi. Đây là xe vàng, xe kiệu. Xe vàng, xe kiệu này là cái kiệu này để dùng cho những ngày lễ, những ngày lễ là để rước ngài. Đây đó. Đó, ở đây ba cái. Cô chào. Dạ, con nhà mình nếu mà ai bạn cho mình thì cũng sẽ vào đây. Chị ơi, mình bạn lại khi bạn giới thiệu mình làm được công ty về đây chưa? Dạ, nếu mà nhân anh chị. Dạ, dạ vâng ạ, kính thưa gia đình, kính thân tế ạ. Hiện tại đồng của chúng ta là đang có mặt tại ngôi đại điện thứ 3 đấy ạ. Trong 3 ngôi đại điện tại khu du lịch tâm linh chúng ta trước này có tên là Đại điện Tam Thế, là thờ Tam Thế Phật.
đại diện cho ba thời là quá khứ, hiện tại và tương lai, hay còn gọi là vị lai. Quá khứ vị thời Đức Phật A Di Đà, hiện tại vị thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tương lai là vị thời Đức Phật Di Lặc. Và bên trong đại điện là có đặt ba pho tượng Phật với khối lượng lớn bằng nhau ạ, với khối lượng lên đến là 80 tấn trên một pho tượng như thế này. Bệ đỡ bên dưới là khoảng 30 tấn và là bồ đề bên sau là khoảng 15 tấn và được sắp bằng vàng thật ạ. Và gia đình mình có thể quan sát là ba pho tượng Phật này hoặc nhìn giống nhau nhưng mà khác nhau cùng một chỗ thôi, mình có nhận ra điều đó không? Khác nhau cùng một chỗ nè. Cảm ơn ạ, có phải đơn vị mình ạ?